À, tất cả anh em à, đó là toàn thể anh em đến để góp vui trong vụ cuối cùng. Em giới thiệu dần nhau tí nào. Cứ Phạm về Tiến này, rồi anh em Hải Phòng à. Mờ lắm. Mờ là không, đang đi xa thôi à, xa xa là anh em ở đâu chưa biết tên à. Chưa kịp giao lưu. Đấy, còn anh em thằng này là biết hết tên rồi, chỉ chưa kịp đánh thôi. Có cả anh em trên bộ phận kỹ thuật về hỗ trợ thêm 4 người nữa. Vì số lượng máy quay quá nhiều. Cảnh tiếp theo sẽ là một cái cảnh xa tít trên kia. Nhưng tôi không nói là cảnh làm gì đâu. Tôi bây giờ chuyển thành thật yếu rồi. Không còn được thật mạnh nữa à. Đang hơi non, đang có 105 anh em xem thôi. Anh em bổ quả xẻ nhá. Tôi quay anh em xem một vài cái bối cảnh tiện của anh em tôi đây. Đây là một thanh niên rất đầu gấu nhưng mà lại cầm súng. Đó là bên tưởng tượng mà cái vị trí nào thì anh sẽ đau rồi. Chào mọi người. Nó sẽ đau ở vị trí đấy, anh tưởng tượng đau trong này. Xin chào 200 anh em đang xem. Chúc anh em một buổi chiều vui vẻ. Không giật mũi đấy đâu. Tôi lại giật tiếp đây để cho anh em xem một vài cảnh đang set up máy. Có vẻ là hơi nắng. Không phải hơi nắng mà là thật nắng. Chào tất cả anh em nhé. Mạnh không kịp chào từng người một đâu. Vẫn là máy chủ đạo đang set up của cảnh đột kích bắn nhau như trong headline. Xin chào 250 anh em đang xem. Cảm ơn tất cả anh em đang theo dõi vụ thật mạnh. Đấy, đang hé lộ cho anh em một vài cảnh nhá. Đây là cảnh ở trên một cái cảng gần đê. Đấy, toàn bộ nắng quá đấy, ăn thở không ra hơi. Để san sát lại chào từng anh em một nào. Đó. Chú Dũng đang nắng đang đi tạm nghỉ tạm lánh để tối dùng cho cảnh lớn nhá. Chú Dũng đám anh đi ra phụ máy rồi. Và đây là Vũ Trần. Xin chào. Xin chào anh em xem. Anh em đang xem yêu quý bổ quả xẻ nhá. Phê quá. Đúng rồi. Thật là quá nắng. Rồi, xin cảm ơn, xin chào Đặng Toàn nhá. Đặng Toàn không về góp vui được à, Đặng Toàn ơi. Quay từ sáng nhá, quay từ 8 giờ sáng đến hiện tại bây giờ. Được nghỉ 30 phút để ăn cơm. Rồi đó là cảnh bối cảnh mới của ngoại cảnh. Nắng quá. Quay xong này khả năng hy sinh anh em nhé. Tôi cho anh em xem lại một tí bộ phận kỹ thuật. Chưa anh ơi. Bảo quá nhưng mà chưa thấy ở bên UBG. Đấy. Điện thoại không có. Nói quá không không kịp nhìn ai mà chào. Gì quá nhỉ. Nắng quá em ạ. Đây là oai thế thôi, cuối cùng bị anh Mạnh bắn chết. Khổ. Đây là tiết lộ phim rồi, nhưng mà các bạn xem không biết là ai chết đâu nhé. Huấn bệnh hoạn. Sáng nay anh Lẻ còn nữa nhìn sợ. Anh Quyết có, anh Quyết đang góc này. Đấy, anh em đang dạt dạt sang bên để đợi làm kỹ thuật set up bối cảnh để còn quay. Xin chào 224 anh em đang xem. Em đang xem bổ quả xẻ cho tương tác tốt hơn nhá. Mọi thứ vẫn đang diễn ra rất bình thường. Chỉ có một điều là nắng thì chưa dừng lại thôi. Đang rất to. Hiểu chưa? Đấy, cứ nắng này thì sẽ tăng độ xấu của diễn viên đi thôi. Xin chào toàn thể anh em. Chúc anh em một buổi chiều vui vẻ nhá.
Ui. À, cái trẻ con đang nghịch. Trẻ con đó rồi. Đang xa xa đang vui lắm mọi người nha. Ôi. Ôi. Anh là phần xin chào 250 anh em đang xem nhá. Anh em đang xem ai yêu quý Mạnh thì bổ một quả. Ai mà ghét thì bổ hai quả. Anh em tăng bạn bè vào nói chuyện cho nó vui. Đấy, anh em nào mà đang có bạn gái thì bỏ đi để tôi yêu cho. Đúng rồi. Giang. Còn anh em nào mà chưa có bạn gái thì yêu đi xong rồi em bỏ. Bỏ hết cả hai con. Bỏ hết cả hai con. Ơ bảo chị bỏ ra không may. Chị ơi chị bỏ ra không không may tí xuống bọn em bắn không may vào vỡ ấy. Sợ đấy, sợ. Bảo anh em hạn chế xem thôi không là từ đợt là dùng đấy. Không phải bối cảnh đây đâu. Thùng sơn. Tí chỉ bối cảnh sau. Xin chào 260 anh em xem. Cảm ơn tất cả anh em nhá. Xin chào cả nhà nhá. Yeah, anh nhé. Ok, anh yêu Huyền Bùi ngay. Đấy, Huyền Bùi bảo yêu anh rồi thì đừng yêu ai nhá. Chứ không là bọn anh lại va chạm nhau. Đây là một trong những trang phục của số view cuối cùng do Thật Mạnh tự set up. Cái trang phục này là mới được sắm. Quần trị giá là 135.000. Mua tại shop Lê Duẩn. Áo thì mua rẻ hơn quần là 125, là rẻ hơn là 10.000. Giày thì hôm trước thì đi mua một cái là 41, còn cái kia là 42 nên là cũng được giảm nửa giá. Tôi hỏi là bao tiền một đôi thì bảo là 300 một đôi, tôi mua một chiếc thì bán 150. Tôi mua một chiếc nhưng tôi mua một chiếc là cỡ 42, một chiếc là cỡ 41. Đấy cho chủ hàng lỗ. Xin chào ba cho anh em đang xem. Đấy. Chào cả nhà nhá. Chúc anh em một buổi chiều vui vẻ nhá. Đấy. Hiện tại đang là vẫn đang là trường. Xong à? Ok. Này đang ơi quay tí cho anh em. Xin chào mọi người đấy, 320 anh em, mỗi người bỏ cho đằng ơi và tất cả đoàn phim ekip một quả xẻ nhá. Đấy. Anh em xem bối cảnh trời nó rất là nắng mà anh em tôi đang phải di chuyển để quay. Và mọi người đi ra khỏi chỗ này đi các anh ơi. Cả ngày nay thì đang rất là nắng nóng mọi người ạ. Đấy, sau đây là sẽ là cảnh sau đây là sẽ là cảnh gì thì tôi không thể tiết lộ được. Đấy. Anh em 338 anh em, mỗi người bỏ cho một quả xẻ nhá. Hiện tại thì đang được phát tại kênh Đời Cộng. Đấy. Thì anh em khi nào ảnh không anh em tôi ít khi phát hậu trường thì sẽ bị lộ. Đấy mọi người nói chuyện với anh Phạm Quyết. Đấy tôi hết cả mình đập hết ra rồi đấy. Đấy. Anh Phạm Quyết chờ cả nhà nhá. Anh Quyết đập hết. Xin chào 302 người đang xem nhá. Anh em nào chưa biết nick về tôi thì vào kết bạn tôi đi các nhá. Còn nào anh em nào biết tôi thì anh em mình lại chém gió. Anh em vào kết bạn với nick Facebook của anh Đằng ơi và Phạm Quyết nhá. À, đúng rồi. Em fan anh Phạm Quyết. Em fan anh. Đâu. Ok. Cảm ơn em nha. Chào em nha. Anh em tôi nó đùa anh em tí thôi, anh em tôi đang rất vất vả đây. Rất là nắng này. Khổ. Tầm này chưa nở được ăn mỗi bữa. Mọi người ạ. Đấy. Tầm này thì không thấy mái nước nào vào nhỉ. Ăn được cái này có tí mái nói chuyện ấy zoom giả được. Anh nào cũng đẹp trai. Ấy. Anh Đời TV là hôm nay là tuyển những thanh niên đóng vai quần chúng là toàn giai đẹp thôi mọi người ạ. Anh em này xem nhớ bổ cả xẻ nhá. Nói về không ai mọi người nghe sao được. Nghe được anh. Không nghe được. Mọi người thấy nghe tôi nói gì không? Alo, nghe gì không? Alo, nghe gì không? Nghe ấn số 1. Nghe gì không? Nghe để tôi kể chuyện nào. Anh em nghe anh Quyết kể chuyện hài nhá.
con ôm với con ịt. Ôm với ôm mà ịt ịt. Mày mày kể chuyện hai đi. Nhớ chưa? Con ôm với con ịt với lại con cái cặc. Cái cặc. Nói chuyện đấy. Đã biết ra rồi đây. Nói là cộng đồng người ta. À, đây anh em xem cảnh hậu trường có rất đông anh em từ diễn viên quần chúng với cả dân họ xem thì rất là đông, cộng với anh em đang xem ở đây nữa thì anh em mỗi người bỏ cả thẻ nó đông hơn. Đấy. Cảnh này là được quay ở dưới chân đê đấy, một ngôi một bờ sông rất là lớn, đó là sông sông Bo ở thành phố Thái Bình đấy. Anh em mà về đến Thái Bình thì mọi người sẽ biết cái sông Bo nó sẽ nổi tiếng nhất Thái Bình mọi người ạ. Đấy. Dương ơi, Dương. Đoàn phim đang rất là tích cực mọi người, nắng lắm mọi người ạ. Chắc là quay xong mấy ngày nay mấy xong bộ phim này khoảng tầm mất mấy ngày thì tôi khả năng là tôi phải đi tắm trắng cái chứ tình hình này là chết dở. Đã đang không có bạn gái thì chớ mà lại phải da đen thế này thì chết tôi. Đấy. Anh em nhá. Đấy. Hy vọng là mọi người sẽ chào đón tập phim này với tình cảm lồng nhiệt và nhiệt huyết nhất. Và xin chúc tất cả những bạn nào đang theo dõi kênh Đời và kênh Đời TV. Xin chúc tất cả các bạn luôn có một cái sức khỏe gọi là dồi dào. Làm ăn công việc thì luôn được may mắn, thành công. Dương này, lấy ô che anh này. Lấy ô che cho anh này. 5 phút thôi. Đấy, anh em là... Anh em nào mà đấy trời nắng quá mọi người là tôi phải che ô để nói chuyện mọi người đây chứ không sẽ bị mọi người chói sẽ không nhìn thấy gì. Đấy. Toàn bộ ekip đang rất vất vả mọi người ạ. Khi nào mà quay xanh xong những cảnh nắng này thì bọn tôi mới cảm về tầm chiều ấy, cảm giác là thời tiết nó giảm bớt đi thì sẽ quay nó nhanh hơn vì trời nắng này quay rất là khó mọi người. Diễn viên thì nóng bức. Hello, không phải em nhá. Đấy. Anh em nào yêu mến thì bỏ cho quả xẻ nhá. Một anh em xem quá. Thôi kệ anh, em đây. Đấy. Đang trời quay cảnh tiếp theo nhưng mà đang set up lại bối cảnh, dọn dẹp xe cũ thuận tiện. Đấy, bên cạnh toàn người đẹp thôi, chẳng có ai xấu cả. Hello mọi người nhá. Đang em đang rất là vất vả mọi người ạ. Chào 143 người đang xem. Tôi tầm này là cháy hết da rồi mọi người ơi. Hôm nay lên đến 200 anh em đang xem, 300 anh em đang xem, bây giờ còn có 189 à. Bắt đầu nói chuyện lại nhá. Lấy khăn ướt đi lau mặt là hết đấy rồi. Qua. Khăn lau mặt. Qua lấy khăn ướt cho chú cái. Lấy khăn ướt cho chú. Lên đi anh em ơi, anh em cho quả xẻ cho tương tác 200 người bắt đầu nói chuyện nhá. Đang hơi non. Ước gì được làm phim cùng các anh, ok em. Không phải ước, thích là được. Anh là chuyên là phục vụ các đầu ước. Anh em xe cho bạn bè nó vào cho nó căng tí nào. Tại đang chờ bối cảnh để đóng tiếp số tiếp theo. Anh em ơi, quả này lau không make up nữa nhá. Make up ơi, anh lau nhá. Anh Huấn ơi, anh đấy, đây 216 này, cứ có vào các ngày này, lau nhá. Đẹp mà anh, nhớ nhai đây. Đang nhớ nhai đây. Anh đẹp mà anh. Đấy, 224 rồi. Anh em xe ta bạn bè cho lên 250 nào, 3 lít nào. Hiện tại anh em tôi đang ngồi tại hiện trường. Mọi người nhá. Rải rác khắp nơi.
À, số lượng bây giờ phải lên đến là trên số 1 rồi, tức là số nhiều rồi. Tôi vẫn chưa kịp đếm, tí tôi đếm thử xem. Rất vất vả mọi người ơi. Đây là bên trong của bên bộ phận kỹ thuật. Máy móc dàn, máy móc đây. Xin chào, đấy, cứ thật mạnh vào thì lên ngay. Đến 221 rồi. Anh em xe là ta bạn bè vào cho quả sẻ lên cho rực rỡ nào. Cho đông bạn bè xem cho nó vui nào. Em gái thì chưa có người yêu. Đấy, đang ngồi đây để đợi xem các anh đến yêu với sao. Ok, đấy, anh em xem nào, xem có lên được 3 lít không nào. Rồi, xin chào Thùy Linh nhá, chào Quỳnh Cun. Đấy, tôi đọc tên ai thì anh em bạn bè chia sẻ lên tường nhà mình nhá. Đấy, Thùy Linh này, Quỳnh Cun này. Đấy. Cái gì đấy? Sang béo. Đâu? Kiên Giang. Em ơi. Sang về rồi. Ai đâu có em? À không. Anh có dám gọi em đâu. Sáng chạy. Đang ơi gọi. Em cho anh xin tìm mỡ. Gọi thế. Cho em ăn khoai nhiều. Béo được em. Nó gọi. À, không hỏi thế là mình mệt thì có mệt nhưng vui mọi người ạ. Rất nắng nóng mọi người. Bố quả sẻ ok. Thôi tắt đi nhá để dành những cảnh sau. Quay anh em vậy thôi. Rồi, xin chào anh em. Chúc anh em một buổi chiều vui vẻ nhá. Xin chào 200 anh em đang xem. Tạm biệt nhá.